Do ảnh hưởng của cơn bão quốc tế Haikui, các hãng hàng không đã phải điều chỉnh lịch bay đến, đi từ Đài Loan, Trung Quốc trong ngày 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9. Cụ thể, ngày 3 tháng 9, Vietnam Airlines phải hủy các chuyến bay VN586 từ Hà Nội đi Cao Hùng, VN580 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cao Hùng. Hãng cũng lùi giờ khởi hành 13 tiếng đối với các chuyến bay VN578 giữa Hà Nội và Đài Bắc, VN570 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đài Bắc. Tương tự, hãng Vietjet Air cũng phải điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay đến và đi Cao Hùng do ảnh hưởng của bão Haikui. Trong đó, hãng tạm hủy chuyến bay VJ946 chặng Hà Nội, Cao Hùng, VJ947 chặng Cao Hùng, Hà Nội. Các hãng cũng cho biết, do thay đổi lịch khai thác, một số chuyến bay nội địa Việt Nam có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do máy bay về muộn.